em Ngọc Tâm, đất Cần Giuộc, Giá Rẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị mặt trên kênh YouTube Ngọc Tâm nha. Hiện tại thì Tâm đang có mặt tại cái đoạn đường này là đoạn đường Chùa Thiên Mụ nha quý anh chị. Thì theo cái hướng trước mặt của quý anh chị, nếu mình thẳng ra đây tầm khoảng chừng 600m thôi thì mình sẽ ra tới cái đoạn đường tỉnh lộ 85A ha. Đó, mình rẽ trái thì mình về ngã tư Gia Bảo nè, còn mình rẽ phải thì mình về ngã tư Sài Đôi, tỉnh lộ 826 ha. Đó, và cái phía ngược lại nè quý anh chị. Cái phía ngược lại thì theo cái tuyến đường Chùa Thiên Mụ này, nếu mình thẳng ra đây luôn á, tầm khoảng chừng 800m thôi thì mình sẽ đi tới cái đoạn đường Nguyễn Thị Bày ha. Rồi mình thẳng tầm khoảng 600m nữa thì mình sẽ ra tới cái đoạn đường Nhựa Mình Phước Hậu ha. Thì trên cái đoạn đường này, phía bên đây có một cái ngôi chùa rất là lớn ha. Chùa này gọi là chùa Thiên Mụ ha, một cái di tích lịch sử lớn của huyện Cần Giuộc mình luôn. Đó. Và hôm nay Tâm đứng tại cái vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm đất thổ sổ riêng ha, nằm mặt tiền đoạn đường chùa Thiên Mụ này luôn, và đất mình nó nằm ở vị trí là hai mặt tiền với tổng diện tích là 115m2 nha quý anh chị. Đó, và diện tích thực tế là ngang là 4m6 ha, và dài là 25. Đó, đây là cái vị trí đất này. Còn kế bên đất của mình thì có một cái ngôi nhà rất là lớn luôn, một ngôi nhà rất là lớn, một trệt một lầu ha. Còn bên đây thì có một cái đoạn đường nội bộ ha, đi vào nhà dân bên trong, rất là nhiều nhà bên trong kia luôn, khá là tuyệt vời ha. Và cái giá nói ra cái giá thì chủ, mấy quý anh chị mình nghe mình hết hồn luôn ha. Chỉ với giá là 880 triệu cho một cái sản phẩm đất thổ mà nằm mặt tiền đoạn đường Chùa Thiên Mụ như thế này. Chỉ với giá là 880 thôi. 880 triệu chốt nha quý anh chị. Đã. Rồi, bây giờ thì Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này cho quý anh chị mình dễ hình dung ha. Thì đất mình ở hiện tại khu vực này là đất mình nằm ở vị trí là hai mặt tiền. Hai mặt tiền ha. À, một mặt tiền là đoạn đường Chùa Thiên Mụ là nằm ở phía vị trí này, và một mặt tiền là đoạn đường nội bộ đi vào nhà dân. Và cái đoạn đường này thì không có lộ giới, cho nên quý anh chị cứ an tâm về phần này, cái đoạn đường này là không có lộ giới nha. À, đi vào bên trong có rất là nhiều nhà bên trong ha. Rồi bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này cho quý anh chị mình dễ định hình hơn về cái vị trí, rồi về cái đường xá như thế nào ha. Thì theo như đã Tâm nói thì cái đoạn đường này mình ra đoạn đường tỉnh lộ 85A nè. Đó, còn cái phía này, cái phía này nè quý anh chị, nếu mà mình chạy ra đây tầm khoảng chừng 50m thôi thì mình rẽ bên tay phải thì có một cái đoạn đường thông ra cái đoạn đường nhựa ấp Văn Hóa Lộc Hậu ha. Đó, còn mình chạy ra đây thẳng xíu nữa là mình tới chùa nè. Nếu anh chị nào muốn về đây xây nhà ở mà cầu cách yên tĩnh á, thì cái đây là một cái lựa chọn sáng suốt luôn. Tại vì khu vực này rất là an ninh, thứ nhất, cái thứ hai là rất là nói chung là đây là rất là thoải mái quý anh chị. Đó, đối diện cái phần đất của mình thì nhà cửa xung quanh thì cũng khá là nhiều luôn. Và đoạn đường này thì điện nè, đèn đường nè, camera an ninh đầy đủ hết. Và từ cái vị trí đất này mà ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A thì có rất là nhiều nhà nằm trên cái mặt tiền đường này ha. Thì để cuối clip Tâm sẽ chạy ra đó cho quý anh chị mình dễ định hình hơn. Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này cho quý anh chị mình xem ha. Thì tổng diện tích thửa đất này là 4m6 nha quý anh chị. Đã 4m6 nhưng mà nãy Tâm có đo thực tế á, là chỉ còn lại là 4m3 thôi. Thì từ cái vị trí bên đây, từ cái vị trí cái mía nhà này ha, qua tới vị trí cái cột điện này là 4m3. Đó, và chiều sâu vào là 25m. Thì 4m3 là 4m3 thực tế thôi nha quý vị, nhưng mà trên sổ là 4m6 nha. Đó, thì có lẽ là chùm đường bên đây chắc 0.3 ha. Đó, và tới cái vị trí tuốt dưới đây luôn nè quý vị. Đó, tuốt cái hàng rào tuốt dưới đây luôn. Đó là 25m ha. Thì ở khu vực này á, là chưa có xây nhà ở á, cho nên là những người dân ở đây á, người ta nhờ ta để những cái chậu bông kiển ha. Chậu bông kiển ở đây, khi mà mình xây nhà rồi á, thì người ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho quý anh chị mình luôn. Đó, trong đây thì cũng có rất là nhiều nhà, nếu mà rẽ vào đây. Đó, qua đây mà rẽ vào đây thì có rất là nhiều nhà trong đó ha. Đó, cái đoạn đường này thì đầy hoa luôn nha quý anh chị. Rất là nhiều hoa ở khu vực này. Rồi ở trên đất á, thì hiện trạng là đang trồng mía nè. Đó, mía này rất là ngọt nha. Mía lao nha quý anh chị. Mía đường hay mía lao thì nói chung là Tâm cũng không rành ha, nhưng mà rất là ngọt á. Đất mình thì san lấp cao ráo rồi, cũng khá là ok đó. Hướng đất của mình là hướng chánh đông, khá là ok. Từ cái vị trí thứ đất này, nếu mà mình bán kính tầm khoảng chừng 500 đến 600m thôi thì có tất cả các tiện ích ngoài đầu đường tỉnh lộ 85A, như là trung tâm hành chánh xã nè, rồi trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ nè, vân vân, khá là nhiều ha. Còn từ cái vị trí thửa đất này, nếu mình về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng 14 đến 15 km tùy cái khu vực mà quý anh chị mình đang sinh sống luôn.
một cái bất động sản nói chung là nằm ở một cái vị trí đắc địa và giá lại rẻ như thế này. Thì hiện tại cái khu vực này nếu mà mặt tiền đoạn đường này thì nó dao động tầm khoảng là 1 tỷ 250 đến 1 tỷ 350 như quý chị. Nhưng mà cái lô đất này trong cái mùa này thì chủ đã gói gọn trong một cái khoảng giá nhất định rồi, là giá chỉ với là 880 thôi, thì nó khá là hợp lý và khá là rẻ khu vực này. Đó. Nếu quý anh chị về mình mua mình xây nhà ở thì cũng khá là ok, và nếu mình mua mình đầu tư lại thì tầm chắc chắn quý anh chị sẽ bao lời. Bao lời luôn ha. Cái vị trí cái đoạn đường mà chùa Thiên Mụ này là tương lai thì tầm có nghe nói ha, tương lai chủ trương của nhà nước là sẽ làm bê tông hóa. Đó, quý anh chị thấy nè, khu vực này nè. Cột điện đều từ cái vị trí đường này là cột điện cắm vào tầm khoảng là 1 mét 1 mét rưỡi rồi. Thì cái đoạn đường này là đoạn đường bê tông 4 mét nha quý anh chị. Đó. Nhà cửa thì khá là nhiều luôn. Ở ngoài kia có một dãy nhà phố ngoài kia. Để cuối clip Tâm sẽ chạy ra đó cho quý anh chị mình xem ha. Rồi bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này một lần nữa ha, cho quý anh chị mình dễ định hình hơn. Thì tổng diện tích trên sổ là 115m². Đó. Diện tích trên sổ là ngang là 4m6 và dài là 25 ha. Nhưng mà diện tích thực tế mình được sử dụng, cái này Tâm nhắc lại lần nữa ha, quý anh chị lưu ý ha, diện tích thực tế mình được sử dụng là ngang là 4m3 thôi. Thì từ cái vị trí mí nhà này qua tới cái vị trí cột điện này là 4m3. Thì tại sao mình lại mất 0.3? Do là mình làm đường bên đây chị. Đường này mình có thể sử dụng chung luôn. Tại cái đường này là đường nội bộ đi chung ha. Cho nên là mình hai mặt tiền thì mình có cái mình thoải mái hơn. Mình có thể mình làm cửa sổ hoặc là mình xoay mặt dưới đây mình làm nhà trọ hay này nọ kia thì cũng khá là ok. Là diện tích thực tế mình được sử dụng là 4m3 và dài là 25m thôi. Tới cái vị trí tuốt dưới hàng rào 70 luôn. Hướng đất của mình là hướng chánh đông ha. Một cái hướng khá tốt. Một cái hướng khá tốt luôn. Khu vực thì nhà cửa rất là nhiều. Và đất mình thì nó nằm không nằm một trong một cái dự án, một cái quy hoạch nào hết. Cho nên là quý vị cứ an tâm về phần này ha. Rất là sạch sẽ luôn ha. Nền thì cao ráo rồi, xây dựng tự do. Này quý anh chị về mình mua xong mình ra xã mình xin cái giấy phép khởi công đó, rồi mình về mình xây thôi. Rồi muốn chắc chắn hơn nữa thì mình làm hoàn công nè, mình xin giấy phép xây dựng mình làm hoàn công thì cũng khá là dễ dàng. Rồi bây giờ xin mời quý anh chị mình nhìn lại lần nữa về thửa đất này ha. Rồi Tâm sẽ chạy ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A cho quý anh chị mình xem là khu vực đất mình ở gần đường lớn như thế nào. Quá đẹp luôn. Nhà cửa thì đông đúc luôn, khu an ninh luôn. Đường thông thoáng hết. Đây là nhà một trệt một lầu, nhà cấp 4, nhà gác, mái thái các kiểu. Rồi bây giờ xin mời quý anh chị mình theo chân Tâm mình ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A nha. Rồi bây giờ Tâm sẽ chạy ra cái tuyến đường tỉnh lộ 85A cho quý anh chị mình xem nha. Khu vực đất mình ở gần đường lớn như thế nào. Thì trên cái đoạn đường chùa Thiên Mụ này quý anh chị thấy nè, nhà cửa khá là nhiều ha. Rồi tiệm tạp hóa nè, rồi nhà phố nè, vân vân. Thì hiện tại là cái đoạn đường này là đường xe hơi nha quý vị, nhưng mà do là chưa có làm đường lại á, cho nên là nếu mà xe hơi 4 chỗ thì mình chạy vào thoải mái ha, nhưng mà 7 chỗ thì nó hơi cấn kiến xíu đó. Bên đây quý chị thấy nè, nhà cửa quá trời luôn. Ở đây thì có một cái quán cà phê giải khát Thiên Trang nè, đây là dãy nhà phố nè. Ở đây nhà thì một trệt một lầu rất là rộng luôn. Thì từ cái vị trí thửa đất mà ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A thì tầm khoảng 5 đến 600 mét thôi, cũng khá là gần ha. Ra ngoài đây thì có hết nói luôn, nhà cửa thì rất là nhiều nhà ngoài đây. Hai bên là chặt cứng luôn nha quý vị. Khu vực này thì đèn đường và camera an ninh đầy đủ hết rồi, rất là an ninh luôn. Cái đoạn đường chùa Thiên Mụ này thì một đoạn là còn đường đá xanh nha quý chị. Những cái clip trước Tâm có quay, những cái clip trước là cũng nằm trên mặt tiền cái đoạn đường chùa Thiên Mụ này thì còn một phần là đá xanh. Ở cái khu vực mà đoạn giữa ha, đi ra đoạn đường Mỹ Lộc Phước Hậu là nó còn là đường đá xanh, nhưng mà đường ở đây là đường bê tông rồi. Nhưng mà trong cái tương lai thì sẽ làm là bê tông hóa đẹp lại ha. Rồi Tâm đã ra tới cái đoạn đường tỉnh lộ 85A rồi nè. Thì Tâm dừng xe lại rồi Tâm sẽ giới thiệu chi tiết hơn về đoạn đường này cho quý anh chị mình dễ hình dung nha. Rồi đây quý anh chị, hiện tại thì Tâm đang có mặt tại cái đoạn đường
tỉnh lộ 85A ha. Thì theo cái hướng này á, nếu mình thẳng xuống đây tầm khoảng chừng 1,5 đến 2 km thôi thì mình sẽ đi ra ngã tư Gia Bảo ha. Thì tầm mình ra đó thì mình rẽ trái á, mình về khu công nghiệp Phu Lu nè, rồi cầu Ông Thìn nè, ngã tư Nguyễn Văn Linh rồi bến xe quận 8 ha. Còn nếu mình rẽ bên tay phải á, thì mình đi tuyến tránh quốc lộ 50, mình về trung tâm hành chánh huyện Đức ha. Thì tầm khoảng chừng 5 đến 7 km thôi. Đó, còn nếu mà mình thẳng luôn á thì mình ra chợ Cần Giuộc nè, rồi bệnh viện Cần Giuộc ha, thì tầm khoảng 2,5 km thôi. Còn theo cái hướng tỉnh lộ 85A này, nếu mà mình thẳng ra đây tầm khoảng chừng 30 mét thôi thì đường giao nhau giữa cái đoạn đường DH20 ha. Mình thẳng luôn á thì mình đi về ngã tư Xà Đôi tỉnh lộ 826 ha. Đó thì tầm khoảng 3,5 km. Lên đó thì mình rẽ trái á, thì mình sẽ về chợ Kiến, chợ Đào, chợ Ân Đức, mình rẽ phải á, thì mình về quốc lộ 1A, chợ Bình Chánh ha. Còn mình thẳng luôn thì về chợ Gò Đen. Đó. Và đây là cái đoạn đường chùa Thiên Mụ đi vào vị trí đất mà ngày hôm nay tao sẽ đem đến cho quý anh chị nãy ha. Đó thì từ cái vị trí này mà vào cái vị trí đất thì tầm khoảng chừng 5 đến 600 mét thôi, cũng khá là gần. Đó. Rồi bây giờ tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và quên đó như like và đăng ký kênh giúp tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý anh chị xem mà cảm thấy thích cái thửa đất 115m² với giá là 880 triệu á thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại tâm để góc trái màn hình, và số điện thoại tâm là 0937 629679 hoặc xem dưới phần mô tả của tâm luôn. Còn bây giờ tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.